Mình sẽ qua cái phần kế thừa ha. Tạo new một cái project dòng net công công bs 19200 rất là quen thuộc ha. Rồi phía trước này nó bị viết thường, viết hoa lên cho nó dễ nhìn. Chỗ này mình để là slide 7. Trong slide 7 này các bạn sẽ sửa lại cho thầy một cái lớp new một cái class và đặt tên cho nó là nhân viên. Trong class nhân viên chúng ta sẽ quản lý họ tên và lương. Trong bài thì đang demo cho các bạn để là default, một cái là public, một cái là rotate ha. Người ta cố tình người ta phân biệt public và rotated. Hôm trước chúng ta nói gì? Đối với lại cái rotated là kế thừa nó mới ảnh hưởng. Cho nên cái bài hôm trước mà cái vấn đề đặt tả truy xuất thầy chưa có đề cập đến rotated. Thì trong bài này có kế thừa cho nên người ta mới để vô đây. Thì chúng ta làm giống như vậy. Một cái là public string họ tên, và một cái là protected double lương. Và chúng ta sẽ viết một cái phương thức khởi tạo, thì chúng ta gọi là nhân viên, không gõ gì hết, enter, nó ra khởi tạo không tham số. Và chúng ta lại gõ nhân viên, enter, khởi tạo có hai tham số. Và chúng ta viết thêm một cái tính thuế thu nhập. Ở chỗ này người ta đang nói là thuế thu nhập ở đây sẽ được tính bằng cái gì? Thuế thu nhập ở đây được tính bằng cái gì? Giả sử mình tính thuế thu nhập là bằng 10%, 10% của lương đi, 10% của lương. Chỗ này chúng ta có một phương thức là xuất public void xuất. Và cái phương thức xuất của mình đó, mình có thể viết một cái hàm để cho nó xuất. Ví dụ như là print out, system out print cái gì đó, họ tên rồi lương. Nhưng mà mình viết vậy thì cũng được, mình tự customize. Còn không thì mình insert code toString, nó viết dùm cho mình một cái phương thức toString. Sau đó thì trong cái hàm xuất của mình chỉ cần ghi cái toString ra. Như vậy là mình xong cái hàm xuất nhanh gọn. Còn sau này bạn muốn xuất như thế nào, bạn muốn cho nó đẹp ra làm sao thì tùy. Còn tại thời điểm này thì chúng ta chỉ cần tận dụng lại cái phương thức toString của nó và mình xuất một cách rất là nhanh gọn. Tiếp theo, mình đã có được cái phương thức xuất thì mình sẽ tiếp là private. Chúng ta sẽ có double thuế thu nhập. Thuế thu nhập chỗ này nó là phương thức, cho nên là bạn nên viết hoa cái chữ thuế nha. Thuế thu nhập, mở đóng mặt. Chúng ta sẽ viết bằng cách là return lương nhân không
1.1 thuế thu nhập là bằng 10% lương. Mình cứ tính đơn giản trước đi, rồi sau này mình tính tiếp. Bây giờ mình sẽ có một cái lớp kế thừa là trưởng phòng sẽ được kế thừa từ nhân viên. Trưởng phòng kế thừa từ nhân viên. Mình sẽ tạo ra một cái class trưởng phòng. Và trong trưởng phòng này, các bạn sẽ extend nhân viên. Rồi, trong trưởng phòng này không ghi bất kỳ một cái gì hết nha. Không ghi gì hết. Được chưa? Rồi bây giờ mình xài nè. Trong main, các bạn sẽ có một cái nhân viên NV bằng new nhân viên chấm phẩy nhân viên bằng new nhân viên. Báo lỗi gì? Nhân viên bằng new nhân viên, hồi nãy tự nhiên mình gỡ dấu trừ. Trong nhân viên này không có nhập đúng không? Không có nhập mà mình new như vậy thì mình không xuất được. Mình sẽ new nhân viên có tham số luôn, họ tên và lương. Họ tên ví dụ như là Hùng, phẩy lương của chúng ta double, ví dụ như là 5.678.123.0. Đó là lương của nhân viên. Và chúng ta lấy nhân viên chấm xuất. Ok. Được không? Nhân viên chấm xuất. Rồi, nhân viên Hùng lương 5678.000. Vậy được rồi ha, mình có nhân viên. Bây giờ chỗ này mình có trưởng phòng. Trưởng phòng bằng new trưởng phòng. Đó, trưởng phòng bằng new trưởng phòng. Như vậy, cái chỗ này nè, đối với trưởng phòng, mình chỉ có mỗi cái kế thừa thôi. Mình chưa viết bất kỳ một cái gì hết. Chỗ này giả sử mình để là trưởng phòng chấm xuất. Có không? Có. Ủa mình chưa viết gì hết mà. Mà sao chỗ này trưởng phòng có xuất rồi? Tại sao? Tại vì kế thừa. Bây giờ mình muốn có trưởng phòng này gán họ tên và lương luôn. Thì mình qua chỗ trưởng phòng mình sửa một tí. Trưởng phòng. Trưởng phòng. Chỗ này bạn sẽ đưa cái lương và họ và tên và lương vô đây. Để mình kế thừa luôn cho nó nhanh. Nhân viên. Mình có họ tên và lương. Mình khai báo cho trưởng phòng. Sau đó, ở phía bên trong này thì các bạn sẽ gọi một cái từ khóa là super chấm super. Đây, bạn sẽ gọi cái super. Super chấm. Thì bạn sẽ gọi được các phương thức. Ha, super chấm thì bạn gọi được các phương thức. Và ở trong này bạn có thể gọi cái phương thức khởi tạo của cha là super họ tên lương. Tức là nó lấy cái họ tên của trưởng phòng, nó gán cho họ tên của nhân viên.
nó lấy lương của trưởng phòng nó gán cho lương của nhân viên, tức là cái này là kế thừa phương thức contractor, nó không có chấm ha, nó lấy là super mở ngoặc họ tên lương luôn, không chấm, nó dùng lại phương thức khởi tạo của cha. Rồi qua đến đây mình sử dụng nè, trưởng phòng, bây giờ mình cho cái ông trưởng phòng là chị Nga, lương của chị này là 10 triệu, bên kia là 7, 5 triệu, bây giờ 10 triệu, 123.0. Chị Nga, trưởng phòng. Và chúng ta sẽ chạy, đây, anh Hùng, lương, chị Nga, lương. Chị Nga chỗ này số nó nhiều quá, cho nên nó xuất theo dạng này. Nếu như mình muốn cho nó xuất rõ ràng ra thì mình xuất kiểu gì ta? Làm sao? Phải có định dạng phần trăm F để cho nó chừa cái khoảng trắng cho chúng ta. Được không? Được ha. Như vậy đây là chúng ta đã thấy được tính chất kế thừa nhân viên, trưởng phòng. Trưởng phòng chưa làm gì hết, mình vẫn có thể dùng được xuất. Rồi bây giờ mình tính luôn thuế thu nhập đi, cũng được hết. Như vậy đây là tính kế thừa. Và trong này người ta nói là các bạn sử dụng lại họ tên, lương, xuất, thuế thu nhập, xem thử thấy không? Xem thử thấy không? Như vậy bây giờ chỗ này mình sẽ thử ha. Ở chỗ này giả sử mình gọi là super chấm, mình thấy gì? Họ tên, thấy không? Cho phép. Lương, ở đây nó để là protected, kế thừa, thấy luôn. Xuất, bên này xuất public, thấy luôn. Thuế thu nhập private, không thấy. Chỗ này không thấy thuế thu nhập đâu hết, tại vì private là chỉ dành riêng cho lớp này, thành ra ở bên ngoài không thể thấy. Còn public thì ai cũng được thấy, protected thì do kế thừa thì được thấy, kế thừa thì được thấy, còn private thì tất nhiên là không thấy rồi. Đó là đặc tả truy xuất người ta muốn mình nhìn lại. Được chưa nào? Đó là ví dụ về kế thừa. Là cái ông trưởng phòng này không cần viết gì cả, chỉ cần kế thừa lại của nhân viên, thì tất cả những gì mà đã viết ở nhân viên thì bên trưởng phòng xài được hết. Vậy trưởng phòng có gì đặc trưng thì chúng ta viết thêm. Được chưa nào? Kế thừa là vậy, tức là những cái gì mà chúng ta đã có trước đó thì không cần phải viết đi viết lại nhiều lần, mà chúng ta có thể tái sử dụng cái code đó, cái phương thức đó, cái thuộc tính đó một cách dễ dàng. Đó là lợi ích của kế thừa.